Thế chỗ này thì phát được bao nhiêu tiền một ngày? À, một ngày được 200 ạ. Được 200.000 à? Thấy là quần là toát hết cả mồ hôi lên rồi. Thế ông với bà thì ở nhà chứ? Con Con được 170. được 170 á? Ôi, thế đổ xăng thì mới hết có 30.000 thôi á. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa các bác, cháu Lực đang lên trên nhà của em Quân thì nhìn thấy là dưới kia có một cái bóng dáng rất là giống em Quân của bác ạ. Có cả con xe máy với lại thêm là máy phát cỏ nữa. Không biết là em làm cái công việc gì ở ngoài này nữa. Đây, bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi hỏi em Quân xem là em ấy làm việc gì ở đây cô bác nhé. Cháu Lực đang lên trên nhà của em Quân là xem là dê cái tình trạng dê của nhà em thì là như thế nào rồi. Thì bắt gặp em ấy là đang ở dưới này. Nhìn thấy từ xa thì thấy là một cái bóng dáng rất là giống em Quân rồi cô bác. Càng đến gần thì thấy là có một con xe máy ở đây. Xe máy của em Quân thì hiện tại là vẫn chưa có biển của bác nhá. Chưa được 2 tuần. Phải được tầm 2 tuần thì xe thì mới có biển được. Thấy em là ra đây phát cỏ, không biết là đây là phát cho ai đây. Có vẻ như đến gần thì tiếng máy rất là ồn các bác ạ. Đấy là em ấy là đi là cầm cả máy phát cỏ đi nữa. Chỗ này thì là không phải là của nhà em ấy cô bác ạ. Chắc là chỉ có đi làm mà thuê thôi. Đợi em ấy làm một lúc đã. Hiện tại thì em ấy chưa biết là chưa thấy cháu Lực đâu cô bác nhé. Này thì không biết là đi phát hộ ai hay là đi làm thuê nữa. Ôi Quân à? Ra đây lâu chưa? Ra được một lúc rồi à? Con chào quý ông bà, quý anh chị ạ. Này là đang làm cho ai đấy? Bỏ mũ ra xem nào, nói chuyện rồi nào. Em hộ thôn của họ phát là họ thuê em phát ạ. Họ thuê phát à? Thế chỗ này thì phát được bao nhiêu tiền một ngày? Một ngày được 200 ạ. Được 200.000 à? Thế tiền đấy thì phát ra như thế thì dùng tiền để làm gì ở đấy? Tiền là mai sau nếu mà anh được làm nhà thì em lấy để cho anh góp vào để làm nhà. Tức là góp vào để làm nhà á? Vâng ạ. Thế là không này thì không dùng máy, không dùng dao để phát à? Mình dùng máy phát à? Vâng ạ. Máy phát thì là được 200.000 à? Thế là vừa rồi phát từ dưới kia lên rồi à? Anh đã thấy là xe để lên trên này vừa rồi thì anh từ trên kia xuống thì đang bảo là đi xuống cái nhà em ấy. Cái này thì có phát cả có đôi này không đấy hay là chỉ phát ra nguyên đường này thôi? Nếu mà phát cả đôi cũng được ạ. Nhưng mà nhà em mấy hôm nay cũng không có gì thì em mới ra đây phát mối ngoài đường này thôi. Phát là mối ngoài đường thôi à? Vâng. Thế rồi bây giờ thì Quân phát một lúc đi, xong là một tí nữa anh em mình về sau. Có máy này vào thì phát nhanh nhỉ. Không bỏ súng nổ à? Rất là nhạy nhỉ. Đây, vừa rồi thì Quân có chia sẻ rằng là phát đường này của bác này để mà hình như là thôn người ta thuê Quân là phát ấy. Cũng bảo là với cháu Lực là được 200.000 thì trừ tiền xăng mọi cái đi là để tích góp lại, là nếu mà sau này mà làm nhà thì sẽ dùng tiền đó để mà góp cùng cháu Lực để mà làm nhà cho em.
Này thì nếu mà Quân mà nhận phát cả cái quả đồi chè này thì chắc là được, chắc là giá nó cao hơn cô bác ạ. Đây cháu được thấy là ở đây cũng có một cái đồi chè khá là lớn rồi cô bác. Có những cây chè thì rất là to, còn những cái chè thì nó nhỏ. Bắt những cành cây nhỏ như này thì chỉ cần dùng cái dây cước cái phát là được, không phải dùng đến dao. Còn là nếu mà dùng đến dao phát thì là chỉ có là đi gặt lúa này cô bác. Đây đến cái mùa này thì chưa ai thuê để mà gặt lúa đấy. Thay dây rồi à? Thế từ sáng đến giờ thì phát được đi bao nhiêu bình xăng rồi? Mất một bình cả. Một bình này thì đổ tầm bao nhiêu tiền thì đây? Tầm 20.000 đến 30.000 không? 20.000 là đầy rồi à? Cái này dùng dao phát thì nó mọc cỏ nhanh hơn nhỉ? Còn là dùng máy phát thì nó sẽ được, nó sẽ đến tận gốc luôn đó. Coi như là cái máy phát cỏ như này là một cái gọi là cần câu cơm mà bà bé để dành tặng cho em Quân. Dây này là phải thay liên tục à? Lúc nào nó hết xong thay. À. Để sao em không mặc quần dài áo dài vào để mà đi phát? Phát như này nóng thì em đi em không mặc nữa. Phát như này nóng à? Thế là quần là toát hết cả mồ hôi lên rồi. Thế ông với bà thì ở nhà chứ? Tức là ngày hôm nay là đi làm được 200.000 thì trừ tiền là xăng đi thì còn được bao nhiêu tiền? Còn được 170. Còn được 170 á? Ôi, thế đổ xăng đi mới hết có 30.000 thôi á? Thế là bảo là dùng cái tiền đấy để mà tiết kiệm á? Tiết kiệm bao nhiêu lâu thì mình nhận được một căn nhà nhỉ? Đấy, hiện tại thì tiền quý của Quân các bác thì cũng gần 80-90 triệu rồi. Thì nếu mà trong thời gian tới em Quân có duyên với lại các bác ông bà, được sự đón nhận của các bác thì rất là mong sẽ nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ trợ duyên của các ông các bà là gửi tới cho em Quân cùng với lại ông bà và bè hữu để giúp cho em Quân có một cái ngôi nhà ước mơ của mình. Ôi, dây đấy vẫn còn dài mà. Máy này từ hôm mà lấy về thì nó có bị mình đi làm ấy thì nó có bị hỏng ở đâu không? Không ạ. Không bị đúng không? Vẫn dùng tốt đúng không? Em nọ thì đi phát được tận đứng đâu rồi? Phát xung quanh nhà thôi. Xung quanh nhà thôi à? Thế là cái lần này là phi vụ đầu tiên mà đi làm thuê à? À. Thấy cái đấy cũng lâu đấy nhở? Nếu mà muốn lắp dao vào thì mình lại tháo cái đấy ra. Thế hôm qua ai tìm đến em mà em biết để mà nhận cái công việc này mà làm? Trưởng thôn bên này.
Trưởng thôn à? À. Trưởng thôn là bảo em à? À. À. Thế là chắc là trưởng thôn cũng biết là Quân là có mấy phát cỏ cho nên là muốn thuê Quân để làm cho nó nhanh hơn nhỉ. À. Nó vẫn còn dài thì em bỏ ra bên này xem nào. Từ từ nhá. Ra bên này này, kéo ra bên này. Đấy, lùi lùi ra bên này. Đấy, lùi lùi nó ra khe bên này. Thế là vừa rồi phát từ dưới đường cái lên là dạ. Bây giờ còn đây có một tí đây thôi à? Dạ. Sau là phát ngược lại à? Dạ. Đấy, đùa bảo hộ thì cũng có nguyên là cái mũ này bảo vệ cái đôi mắt của mình thôi. Nếu mà đồ bảo hộ mà em mua thêm ủng thế thì đẹp đấy nhở? Ủng nữa. Ủng nhưng mà mùa này là nóng lắm. Dạ. Đấy, nhảy nhỉ? Nổ, nổ, nổ cái là lên luôn nhỉ? Quần gà thì có vẻ như là bây giờ sẽ rất là ồn đấy các bác. Này mà độ tầm đến cái mùa mà bà con mà gạt đấy cô bác thì chắc là thuê Quân để bà gạt thì nó sẽ cũng sẽ nhanh hơn. Đây mong rằng là chiếc máy phát cỏ này sẽ giúp cho em Quân là kiếm được thật nhiều tiền về để mà lo cho gia đình, cũng như là em Quân cứ vừa mới bảo cô bác là muốn cùng cháu Lực để mà góp tiền vào để mà làm nhà đấy. Thì em ấy kiếm được bao nhiêu thì sẽ để em ấy góp, thì sau này nếu mà được nhiều thì nếu mà được phần trợ duyên của các bác nhiều ấy cô bác thì sẽ không để phải em Quân phải bỏ ra cả. Em Quân thì là một cái cậu bé mà cũng rất là ngoan và rất là có hiếu với lại ông bà mọi cái của bác ạ. À. Chỗ này là phát ra xong rồi à? Ừ. Ôi, nguy hiểm kìa. Đây là đi theo là cầm phải cả cái dây cước này à? Đây là hái cả rau lợn luôn à? À đây thì có vẻ như có rau dớn rất là nhiều này. Rau này thì cũng ăn được đấy, anh sao Quân nhỉ? Rau này thì cũng ăn được này. Thế là tranh thủ là cả đi là đi vừa đi làm là vừa hái rau lợn luôn à? Nhưng mà liệu một tí thì liệu rằng là không mình không làm hết má? Hết à? Đây anh hái được một tí nữa. Rau đấy á? Chỗ này thì chắc là có những cái loại rau này nhiều đấy nhỉ? Em Quân thì mặc dù là năm nay mới có 14 tuổi đấy cô bác, chưa đến 15 tuổi đâu, nhưng mà hầu như là công việc gì mà em cũng trải qua rất là trải qua hết rồi. Thấy để đây có thấy có đồi chè này, đồi chè này mình nhà mình có được hái không? Không ạ. Không. Mình không được hái đâu à? À, đầu dưới mới chơi thôn chỗ nhà anh được hái đúng không? Đấy, cái con đường này là cái con đường mà lên trên nhà em đấy à? À. Trước là bật em là tự đào lên. À, thế là con đường này là tự đào thôi à? Thế là vừa đi là Quân là thêm là có gì thì cả hái rau lợn luôn.
Cái rau này, rau dớn này thì nếu mà để bằng xào thì con cũng rất là ngon đấy. Quân đã tự ăn rau dớn đến bây giờ chưa? Không rồi à? Đấy thì làm hết xong mới về được chứ hay là làm đến tầm mấy giờ thì về? 2 giờ à? À, thế là một tí nữa về nhà ăn cơm xong mới lại bắt đầu lại xuống làm tiếp. Nó gọi là mình cứ làm hết là mình đừng nghỉ, mình nghỉ đúng không? Nhưng mà em đã nhận tiền trước chưa? À, thế là tối nay là ăn cơm nhà trưởng thôn luôn à? Thì lúc nào hết thì lại lấy sau à? Thế là vừa rồi là dùng cả xe máy để ra à? Xe máy của em đi vào đường này thì có được không? Được không? Thế là hôm nay gọi là mình nhận là đi làm đi phát đường đúng không? Bây giờ là phát chỗ này đi nữa. Xe của Quân thì là chưa có đăng ký lại chưa có bằng đâu nhá. Hôm nào mà có thì anh khắc xa lấy lên cho. Hai cái phần quà rất là lớn mà được bà bé là gửi tới cho em Quân. Còn một chiếc máy cày nữa ở nhà nữa không bác ạ, phần quà của bà bé. Yeah.
Đấy, buổi sáng nay thì em Quân là cũng phát cả sáng cho cô bác ạ. Bây giờ thì là em mới chỉ là phát đến đây thôi. Còn từ đoạn trên này lên đến trên kia thì là em không có nhận nữa. Thế là Quân là nhận từ đoạn này đi xuống dưới thôi à? Thế là vừa rồi là Quân là phát tận dưới đường lớn cái lên lên trên này. Thế là vừa rồi là em xuống là đi xuống đường nào? Đi đường này hay là đường kia? Đi đường kia là phát từ dưới lên à? Thế là đất từ trên này đi là sẽ là có thôn khác người ta phát rồi à? Thế là nhẹ nhàng là kiếm 200.000 rồi nhỉ? Xăng là đổ một bình thì phát được độ tầm bao nhiêu lâu? Từ một nếu mà phát liên tục thì được tiếng không? Có. Được một tiếng à? Nhưng mà mình không thể phát được liên tục nhỉ? Phát được một lúc thì lại nghỉ, một lúc thì lại nghỉ thôi. Đây không buộc à? Tí nó có nó, nhưng mà nó hơi nóng, phải nghỉ một lúc để cho nó bớt nóng đã Quân ạ. Lấy điện làm gì? À, lấy điện xong rồi lấy buộc lên à? Không sợ là nó bị xước bị hỏng ấy nhỉ? Máy cày thì chưa ai thuê mình làm gì đâu cả nhà máy cày ấy. Cái mùa này thì là bà con cũng đang trồng ngô với lại trồng lúa hết rồi cô bác, thành ra là cũng không có ai để mà thuê. Nếu mà thuê thì người ta cũng chỉ thuê là làm những cái mảnh nương nhỏ với lại cuốc vườn thôi nhỉ, cày vườn thôi. Đấy, cũng lên trên này là gặp ông cụ mà biệt lập luôn cô bác. Ông đi đâu ấy? Đi xem rừng. Ông đi xem rừng à? Thế xem rừng thì đi vào rừng lấy cái gì không ông? Vừa xem rừng vừa tìm dâu. Vừa tìm dâu à? Thế là cái này là dâu à? Đây là dâu. Dâu là đây dâu gì đi ông? Ném chè. Đây là ném chè á? Ừ. Cái này là hình như là dùng để sắc để uống sao không, các bác ạ? Nhà phải không ông? Về nhà là đun để uống à? Nhưng mà cái này thì nó có gọi là có cái tác dụng gì không? Không ăn được. Không ăn được á? Thế cái này ông đem về làm gì? Cháu xem nào. Hạt. Ông cho cháu xem nào. Đâu hạt. Cái này là cái đấy là cái dây thôi, còn cái này cái này là ông đem về để làm gì hả? Cái này đem dâu dớn này đem về để làm gì? Để cho lợn xào ngon, đi xào ăn đấy. Là lợn đấy đi xào ăn à? Ông là hái thêm cả một chút chè nữa ngon nhỉ? Ngon đấy. Thế là ông là bây giờ ông chuẩn bị đi đâu?
chuẩn bị đi trên cái xem cây. À, kia là có một rừng nữa à? Ừ. À. Xem cây xong không? À, cũng mấy hôm là không có xuống là gặp ông rồi cô bác ạ. À, khoảng thời gian này thì cháu cũng hơi bận một chút. Ông với lại bà thì khỏe hết chứ? Khỏe. Vẫn khỏe à? Vẫn khỏe. Vẫn khỏe là vui rồi. Thế dê nhà ông thì có khỏe không? Vẫn khỏe. Dê thì vẫn khỏe à? Không bị làm sao đâu à? Không. Thế dê nhà ông đã đẻ chưa? Hết tháng đây thì... Cái thằng đây mới để đấy. Cái thằng này mới để à? Ừ. À. Đấy, bây giờ ông đi xem rừng đi nhá. Cháu cũng đi về đây. Vâng. Chào ông nhá. Chào. Vâng. Chào. Đấy, Quân nào bây giờ em đi trước đi. Đi được đường này không đấy? Được ạ. Bật đèn pha rồi kìa đấy. Đi. Không đội mũ hiểm à, đi đường này ấy. Không đội. Ở đây về đây phát cỏ thì không có đất, không đội đâu. À. Nhưng mà nếu mà lấy mũ đi theo thì sợ có bị mất không? Đây có. Sợ bị mất à? Vâng. Sợ bị mất thành ra này mới không cầm đi à? Đường đi nhà ông Quân thì cũng đường đi xe máy đi các bác, thành ra là bà con đây là tự góp công sức với nhau là tự đào thôi. Cái đất này là đất của chung cho nên là đào thì mình thông qua với lại bên chính quyền xã là mình đào được. Còn đến kia thì nhà ông Quân thì vẫn có một đường nhỏ nhỏ là đi vào đến tận nhà nữa các bác. Tuy nhiên thì là nếu mà để mà lai người ấy thì là rất là khó vào, còn đường chỗ thì phải đẩy. Sắp đến nhà chưa Quân? Đường này ấy. À, đường này có vẻ là đi cũng nhưng mà hai người là phải đẩy đấy. Đường này ấy. Trời nắng này thì đi tốt, còn nếu mà trời mưa thì đi nó sẽ hơi trơn. Đi qua nhà hàng xóm thì mới đến nhà của em Quân được. À, đi đường đấy luôn à? Ôi à? Nhưng con đường này nếu mà đổ thêm một chút bê tông nữa thì vào lai thêm độ tầm 2 bao gạo thì đi vẫn rất là tốt. Quân thì vừa rồi là đi trước một chút thôi. Vẻ đường này là Quân quen đường hơn các bác, thành ra này em ấy đi nhanh hơn.
vài phút di chuyển thôi là đến nhà của em Quân rồi. Có vẻ như là cái nhà tắm của Quân thì làm cũng khá là lâu rồi cô bác, thành ra là những cái tấm bạt nó cũng bị mục rồi đấy. Chắc là phải hôm nào là phải mua bạt xuống cho em Quân để mà cho em Quân thay thôi. Xe là để dưới gầm sàn à? Lần sau đi làm mà phát cỏ là phải đôi đeo ủng đi nhá. Đeo cả tất cả ấy nữa đi vào. Cho xe nào làm nó sẽ không có sợ rằng là gặp những cái tai nạn gì. Đây là để ở trong nhà. Có vẻ là ông với bà là cũng không có ai ở nhà thôi nhờ. Chắc là cũng đi chăn dê hết rồi đấy cô bác ạ. Tranh thủ là đang ăn nắng thì đi lấy củi này. Cất xe đi. Đi ra đây để mà cất xe đó, xong này vào. Ôi ở đây có cái hoa gì nhìn trông đẹp thế Quân. Cái này không phải hoa phượng đâu. Đây này cô bác này, đây có cái hoa gì mà rất là đẹp này. Cái này thì không phải là hoa phượng đâu Quân ạ. Nhưng mà hoa phượng thì nó là loại khác. Coi như xe bị thủng xăm ra rồi Quân. Xe bị thủng xăm ra rồi. Xem nào. Dựng lên chóng lên, nhà có cái bơm không? Nhà em không có đâu. Không có. Ôi dồi. Thủng xăm thế thì lại quá đen rồi. Xem nào. Tắt đèn đi. Đi làm được 200 mà thủng xăm này thì thủng ấy là non. Đây chắc là thủng rồi. Chắc là thủng rồi à? Ừ. Thay xăm này phải mất tầm độ 50.000 nữa đấy. Nào. Hôm trước là hộ chú thay cái kia là đi 60.000. Hôm trước là hộ chú thay cái nào? Cái thay cái xe bên kia. Là thế là 60.000 à? Ê, xe này chú không lấy về nhà của chú à? Chú không ạ. Bây giờ hôm trước chú bảo giờ cho em đang ở nhà chú. Chú trong nhà thì chú bảo cho để gần xe cháu. À thế là chú là gửi đây đúng không? Ở đây thì thấy là một con gà cũng đang ấp này, gà này ấp đang đẻ. Đang ấp trứng thôi à? Vâng. Đi làm mà bị đen quá của bác này Quân này, thủng mất cái xăm rồi. Chắc là phải đem đi thay thôi. Những cái bậc cầu thang thì có vẻ như là phần phía bên này của bác này bị ảnh hưởng từ mưa nhiều quá, thành ra là cũng là bị mọt rồi. Đấy, vào trong nhà thì cũng chẳng có những cái đồ dùng gì giá trị cả. Những cái bao tải, những cái hộp này thì cũng chỉ được là các bác là gửi quần áo cho thì mới có được cô bác. Trước kia mà mới vào thì ra ở trong nhà thì không có một cái gì luôn. Cái này là cái gì đây à Quân, cái này ấy? Người ta lấy để vào xôi đúng không? À để là đồ xôi lên đúng không?
hãy ngồi đây. Đây, cái góc bếp này cũng được này. Đây, quần áo thì cũng treo lên đây gọn gàng rồi đây. Mặc dù là cái nhà mình nó không rộng nhưng mà mình biết cách sắp xếp thì nó sẽ rất là rộng. Trong phích này lúc nào cũng luôn có nước nóng à? Vâng, anh xin. Và đi là ra đến nước để lúc khát là mới có nước uống. Lúc khát là mới có nước để uống ấy nhỉ? Vâng. Anh uống nước. Đây, thầy uống nước đi. Chứ thay xăm xe này thì đi tận đâu để mà thay? Dạ, quán ạ. Quán à, thế là ngồi lên trên à? Vâng. Là sợ nó non như này thì liệu có mình có ngồi được không? Đi chậm là được ạ. Chậm à, thế là vừa rồi chắc là bị thủng ở tầm cái đoạn những cái góc cây kia nhỉ? Vâng. Hay những cái trường hợp mà đi xe này bị thủng xăm thì các bác thì không thể tránh khỏi được. Xe kể cả cho lực đi cũng thế thôi. Lúc đi thì còn bị thủng xăm, thủng bẹp xí còn phải vẫn phải đi hai người vẫn phải cố gắng đi. Tại vì là quán thì nó có ở nơi đôi lúc là đi vào thôn bản thì nghĩa là gọi người ta không có xuống thay thay một cái xăm thì cũng chỉ là được cũng chỉ tầm mà 60.000 thôi, người ta đi lại thì nếu mà đi thì người ta lấy giá rất là cao. Đấy, thế một tí đi lấy tiền là đi nhà trưởng thôn để lấy à? Vâng. Trưởng thôn để lấy. Thế là sáng hôm nay là mình em đi từ mấy giờ? Sáng nay là em dậy 5 giờ, sau cơm ăn là vừa sáng là được 6 giờ. 6 giờ hộ ông thay cỏ, lấy nước cho bò uống xong rồi đi. Xong là mới xong rồi đi à? Đến tầm này thì chắc là tầm độ 12 giờ cô bác ạ. Vừa rồi thì đang chuẩn bị lên nhà quân như này thì là thấy một cái bóng dáng mà kéo cái máy phát cỏ của bác tẹt ở dưới thì chỗ lực nghĩ rằng là một quân, thế là đi vào gần thì thấy một quân và chỗ lực là ghi hình lại luôn, cũng như một cái thước phim mà cái cuộc sống hàng ngày. Đấy, nhưng mà quá đen là đối với quân là hôm nay lại mất thêm 60.000 để mà đi thay xăm xe nữa nhá. Đấy, đi làm được 200 trừ tiền xăng dầu, tiền xăng đi là 30 trừ tiền đấy là thế thì cũng tiết kiệm được được hơn 100 một tí nhá. Cho là từ tiền cả nước đi là 100.000. May mà còn có cái máy không à. Nếu mà lấy cái dao thì hai ngày, chắc là tầm một ngày dưới mới làm xong ấy. Một ngày dưới mới làm xong nhỉ? Vâng. Nhưng mà mình có máy rồi thì độ tầm mà. Thế tầm 6 giờ đi, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 được 6 tiếng. Nửa ngày, đấy, vâng. Nửa ngày là thế là lụm lúa luôn về rồi nhỉ? Vâng. Mong rằng là có cái máy này vào. Cái này là gọi là cái cần cao cơm mà được bà bé dành tặng cho em rồi. Thì em sẽ gặp được thêm là nhiều cái đơn hàng mà nó đắt giá hơn chẳng hạn đấy. Đấy, nhưng mà vẫn phải trích ra một khoản để mà tiền hao hụt của máy sau này mà đi sửa nữa. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào quân, chào tạm biệt các ông bà, chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.